mấy con ơi.
đi vào lề đường vào. Đi sang bên đường bên kia. Thank you.
đi khổ với ông nội gì vậy ạ? Rồi, một theo chồng thì khó ấy. Đi này. Đi mình này. Đi lại nó khác không? Thì nó cho khi bé nó có lớn nó già nó. Đi từ đây. Thế nào? Nói chào hóa khổ luôn. Phải kinh một cái ý tiền thì khác kinh đấy.